Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta 2014 quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tức là chiếc xe này là model của 2014 rồi các bạn nhé. Và đặc biệt nữa, ở model 2014 này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Fiesta này là một cái khối động cơ xăng EcoBoost 1.0 lít, là động cơ thông minh, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Đây, ở model trước đó là 2013 thì chưa được trang bị động cơ 1.0 EcoBoost của bố đầu, bắt đầu từ model 2014 này thì mới được trang bị động cơ 1.0 EcoBoost quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị các bạn ạ, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này được bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 329 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội, được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì full option rồi quý vị bạn nhé, được trang bị động cơ 1.0 EcoBoost đi kèm với hộp số tự động, option thì đầy đủ như là nội thất da, la răng đúc, điều hòa tự động và đề nổ start top, khóa thông minh, đề nổ start top quý vị và các bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Fiesta 2014 này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần thân vỏ và cái phần nước sơn của chiếc xe Ford Fiesta 2014 này quý vị các bạn nha. Đấy, nhìn về cái phần thân vỏ cũng như là về cái phần nước sơn, dưới ánh nắng mặt trời như ngày hôm nay thì đang nắng rất là to, để dưới ánh nắng này thì nhìn cái nước sơn nó rất là dễ quý vị các bạn nha. Nếu như chiếc xe mà có bị đâm đụng hay là va chạm sơn lại nhiều thì nhìn nó rất là lộ quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này, đẹp từ những cái phần nước sơn này các bạn nhé. Nước sơn của cái sườn bên lái này quý bạn xem này, rất là phẳng luôn quý vị bạn nhé. Chỉ có việc là xước sát nhỏ nhẹ thôi, thì là do chiếc xe này chúng tôi mới mua về, chúng tôi cũng chưa có phải sơn gì đâu. Đấy, quay sát vào thì mới thấy những cái vết xước rất là nhỏ trên cái thân vỏ của chiếc xe này thôi quý bạn ạ. Đấy, không đáng kể đâu ạ, rất là đẹp luôn nhá. Đây là cái sườn bên phụ, sườn bên phụ cũng vậy ạ, rất là đều, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, xe thì cũng đã được trang bị gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu của chiếc xe này thì không được gập điện, nhưng mà chủ xe đã độ gập điện rồi các bạn ạ, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, nhìn về cái phần đầu rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái cụm đèn pha đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Cụm đèn pha rất là mới này, cho đến những cái đây, cụm đèn pha này, cho đến cụm đèn gầm còn rất là đẹp này. Và lưới tản nhiệt quý vị bạn nhé, lưới tản nhiệt này hay là mặt ca lăng đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì, cho nên rất đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, và la răng đúc, la răng đúc của chiếc Ford Fiesta này cũng được thiết kế rất là đẹp, nó giống như những chiếc xe Mercedes 450 đấy ạ. Đấy, cái la răng này nó giống như vậy, nó giống kiểu thiết kế của Mercedes 450, và cái chỉ khác là cái la răng này nó nhỏ hơn thôi ạ, kích thước nó nhỏ hơn thôi, chứ còn các nan nhỏ giống như của chiếc xe Mercedes 450 đấy ạ. Đấy, và cái phần ba đời sốc sau, nhìn về cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị và các bạn cũng thấy rất là thể thao. Đấy, đuôi gió thể thao này và đèn phanh trên cao quý vị bạn nhé, đã được trang bị rất là đẹp này. Và cái cụm đèn hậu này cũng đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất là đẹp. Và đặc biệt là cái xe này thì chủ xe cũng đã dán phin cách nhiệt loại xịn đây quý bạn nhé,
phin Luma là phin của Mỹ loại xịn, những phin cách nhiệt xịn nó đều có tem này này. Đấy, ví dụ như Vicool, Luma đều của Mỹ và xịn. Và đây là cái chiếc xe này thì logo của Ford này vẫn còn rất là mới quý bạn nhé. Ford này, Fiesta này. Đấy, và động cơ EcoBoost đây quý bạn ạ. Đấy, ký hiệu của động cơ EcoBoost và phiên bản này là phiên bản S nhé, tức là Sport đấy ạ, thể thao đấy ạ. Đấy, và xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ camera lùi cho đến cảm biến lùi. Đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài, tức là cái phần nước sơn thân vỏ bên ngoài đấy ạ, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, chỉ có xước sát thì rất là nhỏ, chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng không có sơn lại đâu ạ. Đấy, đẹp, nhìn rất là đẹp ạ, màu bạc để dưới nắng này cũng rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị các bạn cùng xem này. Đấy, đây là cái phần keo chỉ quý vị bạn nhé. Keo chỉ phần trên này là không có keo, chỉ có chỉ này thôi này. Đấy, còn bên dưới là có cái keo chỉ đầy đủ luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Chúng tôi cam kết là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này, còn nguyên bản hết này. Đấy, và ốc bản lề của cánh cửa này cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên và còn rất là đẹp. Đây là cái táp bi cánh cửa đây này quý vị bạn này. Táp bi cánh cửa rất là đẹp nhé. Đấy, ốc bản lề của cánh cửa phía sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp, chưa có một cái vết tháo của những con ốc này ra quý bạn ạ. Nội thất ra nguyên bản của xe là còn nguyên đây này, và còn rất là đẹp đây quý bạn nhé. Lăn bánh 12 vạn mà cái ma ghế này còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, cái ma ghế này cũng nguyên bản, chưa có sửa chữa hay là chưa có vá víu gì đâu quý bạn nhé. Đấy, từ những cái phần trần này, nỉ trần này, phần nhựa này đều rất là đẹp này. Vô lăng còn nguyên này, cần số, tay phanh đều còn nguyên. Lát nữa tôi sẽ lên xe, tôi sẽ giới thiệu chi tiết lại cho quý vị và các bạn, từ đồng hồ cho đến vô lăng cần số nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, cái phần keo chỉ là chúng tôi cam kết rồi, còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tôi quay rất chi tiết, rất cụ thể cho quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần nội thất phía sau này. Từ những cái hàng ghế này, đây là lưng của hàng ghế trước này, còn rất là đẹp này. Hàng ghế phía sau, đấy, do chúng tôi chưa có dọn dẹp kỹ cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, chứ còn bây giờ là rất là mới đây quý vị và các bạn nhé. Từ những cái phần da này, đến những cái phần nỉ ở giữa này, đều rất là đẹp này. Và đằng sau này thì gần như không có người ngồi mấy, cho nên là cái ghế sau này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cái phần ghế sau đều rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này, đẹp từ cả những cái phần nỉ trần. Nỉ trần cũng đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, phần nỉ trần này. Đấy, cho đến toàn bộ những cái phần da đằng sau này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần option của chiếc xe quý vị và nhá. Đấy, tôi sẽ cho cái quạt gió điều hòa này nó nhỏ đi một chút để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn nó dễ nghe nào. Đây là cái đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe lăn bánh được đúng 12 vạn km và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị và nhá. Từ những cái vô lăng. Đấy, vô lăng còn nguyên bản này và vô lăng được bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, vô lăng nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi chưa có thay bọc lại vô lăng đâu. Vô lăng này chưa bọc lại, vô lăng còn nguyên bản này. Cần số nguyên bản này. Đấy, và tay phanh cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất hết chê luôn quý vị bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đè nổ start top đây quý vị bạn này. Đè nổ start top này. Điều hòa tự động này. Đấy, đầu CD này. Màn hình trên này quý bạn, màn hình này là hiển thị thông tin thôi chứ không phải màn hình VCD nhá. Đấy, và camera lùi hiển thị ở trên cái gương chiếu hậu này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Từ táp lô đấy, cho đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhá. Rồi đến những cái phần nỉ trần này, rồi đến những cái phần nhựa trần này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2014 đẹp như thế này đấy ạ. Sau 8 năm sử dụng rồi còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái động cơ này đi.
để tôi ra ngoài giới thiệu cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại tiếp theo của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái phần trần đều rất là đẹp, rất là mới như thế này rồi đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, tức là cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Cốp sau này, ốc cốp sau còn nguyên này. Đấy, ốc cốp sau là còn nguyên hết này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một cái phân keo chỉ nào từ cái cốp sau này cả. Đấy, cho nên là phía sau này là còn nguyên. Và chắc chắn với quý vị một điều là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Đấy, và cái nỉ ở cái cốp sau này còn rất là mới này. Và đặc biệt là cái bộ thảm lót chân đây quý vị bạn này. Thảm lót chân nguyên bản của xe mà chủ xe mua xong là chủ xe chưa dùng thì vẫn còn nguyên ni lông của cái bộ thảm lót chân này. Anten đằng sau là chủ xe không thích và tháo ra rồi để đằng sau cốp này đấy ạ. Đây là cái phần anten. Lớp sơ cua bên dưới này cũng còn mới tinh, chưa sử dụng quý vị bạn nhé. Đấy, lớp sơ cua mới tinh này. Đấy, và những cái phần đằng sau này thì quý vị các bạn xem kỹ cho tôi với ạ. Đấy, còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau này, cho nên là những cái phần này cốp này nó còn nguyên quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, còn nguyên và còn rất mới. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi ạ. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ này còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất mới, rất là đẹp luôn. Đấy, táp bi mới luôn nhé. Ốc bản lề còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Đấy, nội thất đằng sau rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần trần đấy, cho những cái phần hàng ghế sau này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Mới luôn đấy ạ. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là cái ghế bao giờ cũng mới hơn đằng trước rất là nhiều. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chủ xe cũng đã lót sàn da hết cả rồi đấy. Và dùng cái thảm cao su, cái thảm nguyên bản của xe còn ở đằng sau cốp đấy ạ. Chưa dùng đến ạ. Đó, rất đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Cánh cửa phía trước, xin lỗi quý vị bạn, cánh cửa phía trước bên phụ ạ. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhá. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc bản lề. Đấy, đây là cái ốc bản lề cánh cửa này. Còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Toàn bộ những cái phần gioăng cao su các thứ này còn rất là mới và rất là đẹp luôn nhá. Đẹp từ táp bi cánh cửa này đấy, cho đến những cái phần táp lô đều rất mới, rất đẹp này. Vô lăng đấy, cần số, tay phanh, ghế da đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, rất mới và rất đẹp luôn đây này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đến những cái phần trần đều rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng chưa có một cái vết tháo nào cả quý vị các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Ford Fiesta 2014. Đấy, sau 8 năm sử dụng, 12 vạn km và còn mới, còn đẹp, còn đều xe như vậy đấy ạ. Bắt đầu từ model 2014 này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Fiesta là một cái khối động cơ xăng 1.0 EcoSport, một động cơ thông minh quý vị bạn nhé. 1.0 thôi nhưng mà Ford cũng đã đưa turbo vào cái động cơ này, cho nên là tăng áp rất là lớn quý bạn ạ. Turbo tăng áp cho nên là động cơ này chạy rất là khỏe quý bạn nhé. Tuy là 1.0 như nhiều chiếc xe 1.5 đến 1.8 chưa chắc đã khỏe bằng một chiếc xe động cơ 1.0 EcoSport này quý vị các bạn ạ. Đấy, và riêng về cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nó còn nguyên bản hết ạ. Nguyên bản từng con ốc ạ, chưa có một con ốc nào tháo ra quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết về cái động cơ này là không tai nạn, không ngập nước và còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Nguyên bản từ những cái ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo cho đến keo chỉ cabo. Đấy, keo chỉ cabo này cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đây là cái tem của Ford này, dập ở trên cái cabo này. Đấy, còn nguyên bản hết. Keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ của cabo còn nguyên bản này. Ốc cabo nguyên bản này. Đấy, toàn bộ ốc chân, ốc tai còn nguyên bản hết. Ốc xương đầu này cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, cho nên là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phía trước này. Và động cơ này thì chúng tôi cam kết là không ngập nước, cũng còn nguyên bản luôn.
Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng được bảo hành bảo dưỡng đầy đủ tại hãng, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được 12 vạn km này rồi. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này còn được bảo hành bảo dưỡng full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 329 triệu đồng. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.